Khu đền tháp Mỹ Sơn tọa lạc trong một thung lũng khép kín, có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây đã từng tồn tại hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa, chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, được tạo lập trong một thời gian dài suốt 9 thế kỷ và được đánh giá ngang hàng với các di tích nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như Angkor, Bagan, Borobudur. Thời gian và chiến tranh đã tàn phá nặng nề di tích này, nhưng những gì còn lại ở Mỹ Sơn vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong di sản lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật thế giới. Tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Di sản Thế giới, khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các di sản văn hóa thế giới. Để bảo tồn di sản văn hóa này một cách bền vững, lâu dài và hiệu quả, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã phối hợp với Viện Bảo tồn Di tích thuộc Bộ Văn hóa Thông tin lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn và ban hành điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết khu vực di tích Mỹ Sơn. Dự án đề ra đến năm 2020, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ khu di tích Mỹ Sơn về các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến khu di tích. Chúng ta đã có quy hoạch và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng quyết định 1915 giai đoạn 2008-2020. Cho đến bây giờ trong quá trình thực hiện cái quy hoạch thì ở Mỹ Sơn tuân thủ rất là nghiêm túc quy hoạch này. Tất cả các cái nội dung trong quy hoạch phần lớn đã được thực hiện, và chính vì vậy công tác bảo tồn và trùng tu di sản ở Mỹ Sơn được thực hiện rất là tốt nhờ có quy hoạch này. Đồng thời quá trình bảo tồn trùng tu tích thì vấn đề phát huy di sản cho đến bây giờ đạt hiệu quả rất là cao. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Mỹ Sơn trong 20 năm qua, với sự chung tay của các tổ chức chuyên môn thế giới, đã giúp các ngôi tháp còn tồn tại vẫn tiếp tục đứng vững và vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong di sản lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật thế giới. Điều này cũng thể hiện các cam kết của Việt Nam đối với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật của nhân loại. Tiến sĩ khảo cổ học Patrizia Zulise thuộc trường Đại học Milan, Italia đã gắn bó với Mỹ Sơn từ những năm cuối thế kỷ 20 và cho đến hiện nay, vị tiến sĩ này cùng với các đồng nghiệp vẫn đang miệt mài với những công việc trùng tu, tôn tạo nhằm gìn giữ sự trường tồn cho khu đền tháp Mỹ Sơn. I remember Mỹ Sơn that was very fragile, was still without electricity. Những ngày đầu tôi đến Mỹ Sơn thì Mỹ Sơn trong một tình trạng rất là tệ. Ở một nơi mà không có điện, đường xá thì cũng đi lại rất là vất vả khó khăn. Lúc đó chưa có được xe điện, chưa có được phương tiện đi lại, đôi lúc phải đi bộ hoặc là những cái chiếc xe rất là thô sơ. Tôi nhớ rằng là đó là những năm mà kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Koski vừa mất khoảng năm 1996-1997. Thì thời điểm đó người dân xung quanh, những người nông dân còn rất là nghèo và nhà cửa còn rất đơn sơ, trang phục thì người ta nhìn rất là nghèo. Đi vào trong khu di tích Mỹ Sơn, một điều mà chúng tôi rất là chú ý đó là việc an toàn cho những người làm việc ở Mỹ Sơn, bởi vì bom đạn vẫn còn ngổn ngang ở trong khu vực của Mỹ Sơn. Nhưng sau 20 năm là thật sự là một điều thay đổi rất lớn, đặc biệt đối với di tích Mỹ Sơn thì công tác quản lý đã tốt hơn rất nhiều. Trong đó thì vấn đề thật sự tôi rất hạnh phúc đối với rừng tại Mỹ Sơn. Về những vấn đề khác sau 20 năm thì thật sự Mỹ Sơn đã thay đổi rất nhiều, có được rất nhiều dịch vụ, ví dụ chúng ta có được xe điện, xe vận chuyển, làm việc cũng rất là chuyên nghiệp.
và trong đó các dịch vụ đã mở ra rất nhiều để phục vụ du khách, có được thức ăn, có được nước uống, và cái việc cảnh quan môi trường của Mỹ Sơn đã thay đổi rất nhiều, và đó là điều mà tôi thấy rất là hạnh phúc sau 20 năm. Là một phế tích khảo cổ học, do vậy việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu di tích Mỹ Sơn rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp, cộng tác và giúp đỡ của các nhà chuyên môn, các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Với yêu cầu cao trong công việc trùng tu, tháng 3 năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin và tỉnh Quảng Nam đã hợp tác với tổ chức Clerici Foundation Italia thực hiện dự án thông tin địa lý tại Mỹ Sơn. Thông qua đó, các nhà khoa học đã sử dụng hệ thống GPS để định vị một cách chính xác các điểm trong khu di tích và bằng phương pháp địa khảo cổ học, nghiên cứu sự thay đổi trong khu vực do tác động của tự nhiên và con người, nhằm tái hiện lại cảnh quan cổ và sự hình thành các di tích một cách sinh động. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đã cơ bản lập được bản đồ địa hình, vị trí phân bổ của các công trình kiến trúc và các phế tích trong thung lũng Mỹ Sơn một cách chính xác, theo dõi tình trạng bảo tồn của các tháp, sự tác động của tự nhiên như mưa, lũ, độ ẩm, cây cỏ mọc trên tháp, cùng những tác động tiêu cực của con người đối với di tích. Từ đó đề xuất một số biện pháp bảo quản cấp thiết, cũng như cách quản lý, bảo vệ, bảo quản khu di tích. Ngoài ra, Việt Nam, UNESCO và Italia đã và đang thực hiện tại Mỹ Sơn một số dự án hợp tác như bảo tồn, tu bổ cấp thiết một số hạng mục thuộc khu đền tháp Mỹ Sơn, bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, đề cử và đào tạo việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo tồn di sản thế giới ở các công trình kiến trúc nhóm G Mỹ Sơn. The cooperation between Italy and Vietnam starting the end of 90s with the Lerici Foundation. And they started to study all Mỹ Sơn. Trong những thập niên 90 thì các chuyên gia của Ý bắt đầu đến Mỹ Sơn và thực hiện những công việc khảo sát, nghiên cứu và đặc biệt là đo vẽ địa hình, rồi lập vẽ bản đồ, trong đó có bản đồ GIS và lập nên cái hệ thống bản đồ cho khu di sản Mỹ Sơn và cũng tiến hành thực hiện một số hố thăm sát nhỏ để mà nghiên cứu công tác khai quật khảo cổ học tại di sản Mỹ Sơn. Chúng ta biết rằng khu G là một trong những khu mà nó đã bị hoang phế và tất cả công trình hầu như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn là một phần của G1. Và khi chúng ta đến thì chúng ta thấy rằng là bị bom đạn và đất đá đã phủ lấp rất là nhiều công trình tại khu G. Nhưng chúng tôi đã từng bước tiến hành công tác nghiên cứu vật liệu, khai quật khảo cổ học và tiến hành trùng tu các công trình G1, G2, G3 và G5. Và chúng tôi trong kỹ thuật trùng tu, chúng tôi luôn luôn cố gắng để mà theo cái kỹ thuật xây dựng của người Chăm Ba Cổ, từ cái việc mà vật liệu đến những chất kết dính thì chúng tôi sử dụng, chúng ta thấy rằng là trong kỹ thuật xây dựng của người Chăm sử dụng cái chất kết dính rất là mỏng, thì chúng tôi thay thế sử dụng một cái vật liệu thay thế đó chính là cái nhựa cây mà tên địa phương hay gọi là dầu rái, để sử dụng xây tường bên ngoài cũng như là tường bên trong. Và công tác nghiên cứu về vật liệu gạch cũng được tiến hành và cho những kết quả rất là đáng khả quan. Trong quá trình dự án hợp tác ba bên Việt Nam, UNESCO và Italia thì đây là một quá trình trùng tu ở khu vực tháp G được diễn ra hết sức kỹ lưỡng và được đánh giá là cái công trình mang tính khoa học rất là cao. Đã nghiên cứu đầy đủ về vật liệu cũng như chất ích dính trong quá trình tiến hành trùng tu nhóm tháp G, và qua 10 năm thực hiện từ năm 2003 đến 2013 và vừa qua vào năm 2018 có một cuộc hội thảo tại Mỹ Sơn gồm các nhà khoa học cũng như tổ chức các chuyên gia người ấy và các nhà khoa học Việt Nam thống nhất đánh giá rằng đây là một phương pháp trùng tu rất chính xác,
kể cả về xác định vật liệu, chắc cái chết cũng như quá trình nghiên cứu trùng tu di tích ở nhóm tháp G, và kết quả của nhóm tháp G được triển khai ở nhóm tháp A7, một kết quả đã mang lại cho Mỹ Sơn cho đến bây giờ được đánh giá là một thành tựu, và có thể đây là một phương pháp sẽ được tiếp tục phổ biến trong quá trình trùng tu di sản tại Mỹ Sơn. Ngoài ra, từ năm 2016, chính phủ Ấn Độ đã cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo nhóm tháp KHA tại khu di tích Mỹ Sơn, theo sự cam kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Đây là dự án trùng tu có tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, trong đó Ấn Độ tài trợ 50 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Việc trùng tu sẽ kéo dài trong 5 năm với mục tiêu bảo tồn, tôn tạo 3 khu tháp AHK. Theo đó, chính phủ Ấn Độ đã cử cơ quan nghiên cứu khảo sát khảo cổ học Ấn Độ trực tiếp tham gia dự án cùng đại diện phía Việt Nam là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay, các chuyên gia Ấn Độ đã tiến hành trùng tu nhóm tháp K và H, dọn vệ sinh nhóm tháp A. Tại khu tháp K, dự án đã khai quật toàn bộ, gia cố, gia cường, tôn tạo, trùng tu tường bao, tường và đế tháp, xử lý hệ thống thoát nước, cải tạo môi trường xung quanh. Hiện nay, khu tháp này đã hồi sinh và trở thành địa điểm tham quan ưa thích của nhiều đoàn khách du lịch. Cái sự hợp tác với các tổ chức trong cái việc gia cố, tu bổ, trùng tu các cái khu đền tháp tại Mỹ Sơn là giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1995, hợp tác giữa hai chính phủ là Việt Nam và Ba Lan. Thì trong đó, cái người mà luôn luôn để lại ấn tượng và thân thương nhất cho người dân Quảng Nam nói chung đó là cố kiến trúc sư Kazik, người Ba Lan. Giai đoạn từ năm 1999 đến 2013 là sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Italy trong cái việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý và bảo tồn trùng tu nhóm tháp G. 2005 là sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và JICA của Nhật xây dựng nhà trưng bày Mỹ Sơn để phục vụ thu hút khách tham quan. Và từ 2016 đến 2020 là sự hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ bảo tồn trùng tu nhóm tháp AKH tại Mỹ Sơn. Thì hiện nay tháp K đã được hoàn chỉnh, hoàn thành và phục vụ đón du khách. Và các cái chuyên gia Ấn Độ hiện nay phối hợp với chính phủ, với các cái cán bộ kỹ thuật của Việt Nam thực hiện công tác gia cố tu bổ nhóm tháp H, trong đó là tháp H3. Một điều rất đáng quan tâm là trong 3 nhóm tháp mà các chuyên gia Ấn Độ đang và sẽ trùng tu thì có khu đền tháp A. Trong khu này có tháp A1 là một kiệt tác kiến trúc đã bị bom đạn phá hủy hoàn toàn. Tháp A1 cao 24 mét là tháp cao nhất trong tổng thể 72 kiến trúc ở Mỹ Sơn, được xây dựng vào thế kỷ thứ 10, có nhiều kiểu dáng nhất so với các đền tháp được xây dựng trước đó. Trong lòng tháp thờ bộ sinh thực khí Linga Yoni rất lớn. Giá trị làm nên kiệt tác kiến trúc A1 chính là nghệ thuật được thể hiện qua kiểu dáng kiến trúc, phong cách kiến trúc thời Hoàng Kim Champa. Nhà nghiên cứu nghệ thuật người Pháp Stern đã chia kiến trúc Chăm thành 7 phong cách, trong đó tháp A1 đã định hình phong cách Mỹ Sơn A1. Mới đây nhất là chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong cái chương trình hợp tác 5 năm từ 2016 đến 2021 trùng tu các nhóm tháp KH và tháp đánh là A. Trong cái quá trình đó, khi được công nhận là di sản văn hóa thế giới đã thu hút tất cả các cái nhà khoa học, các tổ chức quốc tế cũng như trong nước quan tâm đến quá trình trùng tu và biến cái khu Mỹ Sơn từ phế tích trở thành một cái khu di sản được lưu giữ, được gìn giữ, được bảo tồn cho đến bây giờ rất là tốt. Thời gian và chiến tranh đã tàn phá nặng nề khu đền tháp Mỹ Sơn, nhưng những gì còn lại ở nơi đây vẫn là vẻ đẹp huyền bí, kiến trúc độc đáo mang nét riêng biệt của người Champa. Chính điều này đã thu hút sự tò mò của du khách trong và ngoài nước tới đây tham quan và khám phá. Nhất là kể từ khi Mỹ Sơn được ghi vào danh sách di sản thế giới,
số lượng du khách đến tham quan khu đền tháp này ngày một tăng. Đây là tín hiệu đáng mừng vì sự phát triển lượng khách tham quan đã mang lại cho Mỹ Sơn một nguồn kinh phí đáng kể, góp phần vào việc bảo tồn Mỹ Sơn, đồng thời phát triển kinh tế địa phương. Sau khi Mỹ Sơn và Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới thì chúng ta không dừng lại đó, mà chúng ta tiếp tục kêu gọi sự hợp tác và tài trợ của các tổ chức quốc tế cho cái việc trùng tu tôn tạo Hội An cũng như là Mỹ Sơn. Thì ở Mỹ Sơn thì chúng ta có nhiều cái dự án của Ấn Độ, của Italia, họ hỗ trợ cho chúng ta kể cả con người và kể cả kinh phí để thực hiện cái việc là trùng tu các cái tháp và làm cho Mỹ Sơn nó sống hơn trước đây. Trước đây là chúng ta xây dựng cái này là nó rất là khó, bởi vì trước đây họ bảo là Mỹ Sơn là một cái lò gạch thôi mà. Nhưng mà làm sao đó bây giờ nó không phải lò gạch nữa, nó là một cái vật thể sống. Bây giờ rõ ràng Mỹ Sơn là một cái vật thể sống, rất là sống động. Và tôi cũng rất là vui mừng là vì mình cũng góp được phần nhỏ trong cái việc để cho Mỹ Sơn đến nay trở thành một cái di sản mà có thể nói là rất là nổi tiếng, và cái nơi không chỉ để cho các nhà nghiên cứu đến nghiên cứu mà để cho các sinh viên và học sinh đến đây học tập và nghiên cứu về cái lĩnh vực văn hóa Chăm này. Tôi được biết là đến nay thì Mỹ Sơn khách du lịch rất là đông, và mà đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến đâu họ rất là thích thú về cái cách quản lý của ta, cách trùng tu của ta và cách bảo vệ Mỹ Sơn của ta trong những năm vừa qua cho đến bây giờ. Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, và việc trùng tu, phục dựng, bảo tồn và phát huy khu đền tháp này vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong công tác quản lý, bảo tồn và tu bổ di tích ở Việt Nam đã có luật di sản văn hóa và chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật này. Trong đó nêu rõ, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích phải đảm bảo tính trung thực của lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai lệch các giá trị và đặc điểm vốn có của di tích, phải gìn giữ nguyên vẹn, không làm biến đổi những yếu tố cấu thành của di tích, đảm bảo tính nguyên gốc của di tích. Kỹ thuật trùng tu các kiến trúc Chăm nói chung, khu đền tháp Mỹ Sơn nói riêng, vẫn còn nhiều vấn đề chưa thống nhất giữa các nhà khoa học. Nhưng với sự thận trọng, cùng với tinh thần biết lắng nghe học hỏi, tranh thủ ý kiến các nhà chuyên môn trong và ngoài nước, công tác trùng tu, tôn tạo khu đền tháp Mỹ Sơn sau 20 năm đã đem lại kết quả khả quan, góp phần giữ nguyên giá trị một di sản văn hóa thế giới.